Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series Đại Chiến Loa của An Tiến Studio. Trước mặt mình đây là hai đối thủ đang cạnh tranh nhau trên thị trường âm thanh. Đó chính là JBL Chạm 4 và Sony SRS-XB41. Mình sẽ điểm nhanh thông số của hai em loa này trước khi bước vào trận chiến nhé. Đầu tiên là về ngoài, Chạm 4 thì có trọng lượng là 965g, còn XB41 thì nặng hơn hẳn với 1.500g. Cả hai đều có thiết kế đúng chất di động và dễ dàng di chuyển, mang theo khi đi du lịch hay là quẩy party tại gia. Chạm 4 thì cho phép dựng đứng hoặc là nằm ngang như thế này đều ok. Hai bên là hai đơn bass đập theo bài nhạc. Bên cạnh đó thì Sony XB41 chơi nhạc theo cách rất riêng của nó, bằng hiệu ứng ánh sáng rất đẹp mắt. Về công suất thì JBL công bố chính xác cho Chạm 4 là 30W, còn Sony XB41 thì xấp xỉ khoảng từ 25 đến 30W. Thời gian chơi nhạc của hai em loa này cũng rất ấn tượng khi mà Chạm 4 với dung lượng 7.500mAh phát nhạc liên tục 20 giờ. Còn XB41 thì nhỉnh hơn một chút với 24 giờ. Cách chơi nhạc của hai em loa thì cũng rất khác biệt khi mà JBL luôn nổi tiếng với độ to mồm của mình, trong khi Sony thì lại sở hữu âm thanh siêu trầm mạnh mẽ. Mình chỉ nói qua như vậy thôi, sau khi trận chiến kết thúc, chúng ta sẽ cùng đánh giá trên quan điểm cá nhân nhé. Và các bạn hãy đeo tai nghe vào để có được trải nghiệm âm thanh tốt nhất. Oh,
đôi khi tôi nhớ đến điều gì đó, dồn dập cảm xúc trong nồng bạn dặn bước chân đi, chỉ cần dừng lại đã thấy nhớ. Lần đi thôi, đi thôi, đi thôi, đi một nơi không ai biết được, một nơi xa mà chưa ai đặt chân tới. Đi thôi, đi thôi, không quan tâm bao xa, cứ đi nhiều lắm trong đời có đi xa. Suối đã vượt núi gió, dù tranh vây con sóng.
biết bao thứ tươi đẹp vẫn cứ ở đó đang chờ tôi. Xung quanh ở nơi đây thật dễ mến, sao mãi cả ánh mắt lấp lánh hiền hòa chào tôi, chào người bạn mới. Chiến dừng ở đây thôi vì chắc các bạn cũng đã đưa ra được nhận định riêng rồi phải không ạ? Theo ý kiến cá nhân của mình thì chạc 4 chơi tốt ở các âm cao, còn XB41 thì âm mid rất ấn tượng, bass thì cũng xem nhau. Tuy nhiên có những bài mà chạc 4 có phần hay hơn và ngay trong hơn hẳn. Mức giá chênh lệch giữa hai em loa này là 500.000 đồng. Chạc 4 có giá là 3.990.000 đồng, còn XB41 là 4.490.000 đồng. Vì vậy sau tất cả thì mình sẽ vote cho Sonic Win, bởi vì mình cũng thích nhìn nó chơi nhạc bằng ánh sáng hơn là nhìn nó đập đập bass. Và anh em nếu có ném đá gì thì xin hãy nhẹ tay ở dưới phần bình luận nha. Còn nếu quan tâm đến sản phẩm này thì hãy click ngay đường link bên dưới phần mô tả. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.